Tử Vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2021 Tân Sửu nữ mạng, gia đình thuận hòa, tiền tài sung túc. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đồng qua xuân tới, vận mệnh của mỗi người trong năm mới có những thay đổi nhất định. Chắc hẳn ai cũng rất tò mò muốn biết số phận của mình trong năm 2021 sẽ như thế nào, tốt xấu ra sao, để từ đó chuẩn bị được tâm thế, đón nhận và chuyển hóa hành động để gia tăng tài lộc, may mắn. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình để có thể hiểu rõ hơn trong năm 2021. Vận trình của nữ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ xảy ra những điều gì? Bản mệnh có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những chuyển biến như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tân Hợi nữ mạng trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2021, nữ mạng vận trình không được bằng phẳng. Dịch mã khiến công việc của bạn gặp nhiều biến động, có thể sẽ phải thường xuyên đi công tác hoặc đi làm ăn xa. Điều khách gây áp lực về tinh thần, mặt sức khỏe gặp tổn hại, người này cần phải nâng cao cảnh giác. Tổng thể đường tài lộc của nữ tuổi Hợi sinh năm 1971 trong năm 2021 rất tốt, đặc biệt là về công việc. Năm nay là năm quan trọng để phát triển sự nghiệp, phải tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo, giám sát. Nếu hoàn thành tốt thì sẽ được thăng chức. Cơ hội việc làm, lương tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Vận trình tình cảm của nữ tuổi Hợi cũng tương đối ổn định, không có mâu thuẫn lớn với người yêu, có thể xảy ra cãi vã do lối sống khác nhau. Về mặt này, bạn nên tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, không áp đặt mong muốn của bản thân lên người khác. Người tuổi Tân Hợi năm nay sức khỏe cũng rất tốt, chỉ cần bạn chú ý hơn trong cuộc sống hàng ngày thì nhìn chung sẽ không gặp phải vấn đề gì. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên người một kim bài lệnh phù là kim bài thái tuế để được quý thần trợ giúp hóa giải những tai ương không đáng có. Những ai biết đến thái tuế mà nghênh đón ngài luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2021 thì sẽ được may mắn, bình an. Ai mà không biết phạm vào, khinh thường không để ý hoặc xúc phạm đến thần linh thì sẽ bị bại hoại sự nghiệp, sức khỏe tiêu tan, tài lộc mất hết. Vậy nên, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế để được may mắn, bình an. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi về vận trình của năm 2021. Là số tử vi tuổi Tân Hợi năm 2021, nữ mạng sinh năm 1971. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe của tuổi Tân Hợi nữ mạng sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Tân Hợi năm 2021 nữ mạng về sự nghiệp, bạn sẽ có nhiều cơ hội đi công tác. Trong các chuyến đi công tác, bạn có thể kết thêm nhiều bạn mới. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể phải kinh doanh khắp nơi hoặc tham gia vào nhiều bữa tiệc rượu khác nhau. Bạn phải chăm sóc cơ thể của mình, đặc biệt là khi bạn ít tiếp xúc với rượu bia để không gây ra nhiều rắc rối. Vậy nên, nữ tuổi Tân Hợi cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để có thể hóa giải các vận hạn trong năm. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn hòa hợp với đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Bên cạnh đó, vòng còn như quý nhân phù trợ và đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp cho bản mệnh trong năm 2021. Về mặt tài lộc,
Vận trình tài lộc của nữ tuổi Hợi sinh năm 1971 cũng rất tốt trong năm 2021. Không chỉ tăng lương, thưởng cuối năm cũng rất hậu hĩnh. Không chỉ tăng lương, thưởng cuối năm cũng rất hậu hĩnh, chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện đáng kể, có thể để giành được khá nhiều tài sản. Năm 2021, người tuổi Tân Hợi không chỉ gặp may mắn về tài chính mà khả năng kiếm tiền của gia đình cũng được cải thiện rõ rệt. Người chồng có thu nhập rất khá, giao hết tiền cho người tuổi Hợi chăm sóc thì họ sẽ thu được nhiều tiền nhờ quản lý và đầu tư tài chính. Lợi nhuận tài chính là một phần thu nhập của gia đình họ. Tuy nhiên, nữ tuổi Hợi cần thận trọng khi đầu tư, cẩn thận đề phòng một số lời đàm tiếu hoặc tài chính do người lạ cung cấp nên bỏ qua, nếu không có thể bị lỗ nặng. Để có thể tăng may mắn và chiêu tài lộc, tuổi Tân Hợi hãy sử dụng thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang pháp khí này bên mình sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí. Để có thể tăng may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2021, tuổi Tân Hợi hãy sử dụng thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang pháp khí này bên mình hàng ngày sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ. Về mặt tình duyên, nữ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ có đường tình cảm phát triển tương đối ổn định và không gặp quá nhiều chuyện phiền phức. Tuy nhiên, những ồn ào nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày là điều khó tránh khỏi. Ở độ tuổi trung niên, bạn đã bước vào giai đoạn mãn kinh nên thăng trầm tình cảm tương đối lớn. Chuyện nhỏ nhặt, dễ sinh nóng nảy, thường xuyên chọc giận người nhà, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trở nên căng thẳng, ảnh hưởng nhất định đến hòa khí gia đình. Năm 2021, người tuổi Hợi sinh năm 1971 nên tiết chế cảm xúc của mình, bao dung và thấu hiểu, bớt nghi ngờ, cãi vã để mối quan hệ được bền chặt. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh, mọi thứ đều tốt. Để có thể kích hoạt tình duyên và vận đào hoa thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng, đôi lứa ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, tình hình phát triển sức khỏe của nữ tuổi Tân Hợi năm 2021 cũng tương đối tốt. Do thường xuyên được vận động, thường xuyên nâng cao sức đề kháng, không dễ mắc bệnh tật. Tuy nhiên, đối với nữ tuổi Hợi mắc bệnh mãn tính, không nên buông lỏng cảnh giác trong sinh hoạt, phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, không được tự ý dùng thuốc. Nếu cảm thấy không khỏe, nên đi khám kịp thời để tránh tình trạng sức khỏe suy giảm hoặc phát sinh thêm bệnh mới. Nhìn chung, thể chất của nữ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 vẫn rất tốt. Nếu duy trì được thói quen sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý thì tâm trạng sẽ thoải mái, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ 6 hạn của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Vận hạn năm 2021 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nặng sẽ vong mạng. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát: Diêm Vương rất kỹ đàn bà, rồi lầm sản đạn chắc là mạng vong. Theo ý tứ của hai câu thơ trên, hạn Diêm Vương đem lại bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Đặc biệt, những người mang bầu, sinh em bé thì hạn mức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương, hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh, đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng về trầu Diêm Vương. Đối với những người khác, khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, sung túc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Tân Hợi. Trong năm 2021, tuổi Tân Hợi nữ mạng sẽ phạm phải sao La Hầu. Sao La Hầu hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh là một trong 9 cửu diệu của niên hạn, là hung tinh, thượng hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sau này, tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người bị sao La Hầu chiếu mạng sẽ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sau này, chủ mồm miệng sẽ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sau này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Chính vì vậy, sẽ báo hiệu một năm có nhiều chuyện bất lợi xảy đến, có thể liên quan tới cơ quan pháp luật, tòa án đối với người nữ tuổi Tân Hợi. Ngoài ra, khi đi lại, bản mệnh chú ý giữ mồm giữ miệng, kẻo làm mất lòng, bị người đời đơm đặt những điều không hay, hao tán tiền của. Về sức khỏe thì tử vi Tân Hợi nữ mạng cho rằng năm Tân Sửu có hạn về máu huyết, kém lưu thông, mắt mờ, mắc bệnh liên quan tới thị giác, cần phải chữa trị. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, giả đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.